Thưa xin cho phép xin cảm ơn câu hỏi mọi người. Thì ngày hôm nay thì dự kiến buổi họp báo là sẽ diễn ra, clip sẽ được phát vào lúc 3:15 và sau khi clip phát xong thì các huấn luyện viên sẽ catwalk ra. Tuy nhiên là các huấn luyện viên được sắp xếp để lên sớm và để chụp hình. Còn Giang thì sáng nay là Giang sẽ chạy chương trình cùng mọi người, cho nên là Giang sẽ không có cái lịch chụp hình. Cho nên là Giang sẽ tới sát tới hơn với tất cả các huấn luyện viên cũng như là các host. Và đó là cái thời gian chuẩn, chứ không phải là mọi người tới sớm và chờ đợi Hương Giang. Thì cái này cho phép vào bên mình sẽ được đi chính. Tại vì sáng nay là Giang sẽ chạy chương trình ở đây, sau đó sẽ trở về nhà để make up. Còn mọi người sẽ tới sớm hơn để có hình với cả các phóng viên, cũng như là chụp hình theo ekip. Và bản thân Giang sẽ không có cái buổi chụp hình đó, mà là sẽ tới và bắt đầu chương trình luôn. Cảm ơn câu hỏi. Xin được cảm ơn câu hỏi của anh, cái này cũng chấp nhận được. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Thì chương trình có vào lúc tầm 10:30, cho nên là vị huấn luyện viên của chúng ta cũng có đến đây tham dự. Thành ra là việc mà chuẩn bị chỉnh trang make up và di chuyển đến đây thì có hơi sát giờ một tí xíu thôi, thì mong quý vị thông cảm. Xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, xin mời ạ. Trước khi đặt câu hỏi thì mình cũng xin góp ý một chút cho ekip là nếu mà chương trình đã quyết định là 3:15 bắt đầu thì nên mời phóng viên cũng như là mời các khách mời khác trong một cái khung giờ nó sát và nó hợp lý hơn, chứ để mọi người 1:30 xong rồi đến 3:00 chương trình bắt đầu mọi người phải chờ tới 1:30 thì nó rất bất hợp lý trong cho những người mà cũng bận rộn với công việc đó. Đầu tiên là về ý đầu tiên của chị Vân An thì cho phép Hương Giang xin thay mặt cho đơn vị tổ chức cũng mong mọi người thông cảm, bởi vì lúc đầu là đơn vị y tế có báo là tất cả mọi người sẽ phải test COVID và kết quả cho ra nó sẽ có khoảng là 10 đến 20 phút, cho nên là với số lượng người là chúng ta trong khán phòng là khoảng 60 cho tới 90 người, cho nên là có thể đó là lý do mà đơn vị mời, họ đã mời tới hơi sớm. Nếu mà ngày hôm nay mọi người có tới hơi sớm và phải chờ đợi hơi lâu thì cho phép em xin được thay mặt cho đơn vị tổ chức gửi một cái lời xin lỗi đến tất cả mọi người, và cũng hy vọng mọi người thông cảm là trong cái đợt dịch này thì mỗi một cái địa điểm tổ chức họ có những cái quy định riêng và về thời gian cũng như là về các cái bước nó cũng tương đối là khó khăn, cho nên là sau thì ekip cũng sẽ rút kinh nghiệm để làm sao có thể hẹn mọi người một cái giờ nó chính xác hơn. Đấy là đầu cho cái ý đầu tiên của chị Vân An. Còn về mặt tiêu chí thì trong các cái clip trước đây thì chúng ta đã nói tương đối là rõ ràng và mỗi huấn luyện viên sẽ chọn một cái tiêu chí khác nhau. Bản thân Giang thì Giang sẽ chọn theo một cái tiêu chí, đó là cái người đó không nhất thiết phải là 6 múi hay là quá cao hay là quá người mẫu, mà Giang sẽ chọn một cái người mà họ có cái phẩm chất, có một cái duyên. Cái duyên là để tiếp cận được với khán giả và cái duyên để cho người đó có thể có những cái công việc thuận lợi và phù hợp với nhiều lĩnh vực khác nhau. Thì nếu như mà ai toát ra cái duyên đó cùng với cái sự chân thành, chân thật thì Hương Giang sẽ lựa chọn trên cái tiêu chí của mình. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.